Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Linh mục ở Burlington yêu cầu anh chị em giáo dân nói với Đức Giám mục Ngài có bị điên hay không. Vị giám mục Ý bị nhiễm coronavirus đầu tiên, cấm các thừa tác viên chưa tiêm vaccine không được trao mình Thánh Chúa. Giáo hội kêu gọi các nhà chức trách Bolivia có trách nhiệm và mạch lạc hơn khi đối mặt với đại dịch. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Linh mục ở Burlington yêu cầu anh chị em giáo dân nói với Đức Giám mục Ngài có bị điên hay không. Linh mục Peter Williams cho biết giáo phận Burlington đang cố gắng loại Ngài khỏi vị trí cha sở của giáo xứ vì Ngài không chịu tiêm vaccine, không chịu kiểm tra COVID-19 thường xuyên cũng như không chịu đeo khẩu trang y tế. Ngài đang yêu cầu anh chị em giáo dân của mình làm chứng cho Ngài. Vì theo Ngài, giáo phận và gia đình Ngài đang cố gắng chứng minh rằng Ngài không đủ sức khỏe và tinh thần cho công việc. Vì linh mục không được chủng ngừa COVID-19 là cha sở của giáo xứ Thánh Gia ở Springfield, Vermont, cách Burlington 120 dặm về phía đông nam. Là một người yêu nước và là một người ủng hộ tự do và quyền cá nhân, tôi không muốn ai xâm phạm đến quyền của mình với tư cách là một con người, cụ thể hơn là một công dân Hoa Kỳ. Và đó là sự phản đối của tôi khi Đức Cha bắt đầu chỉ đạo vấn đề sức khỏe của tôi. Cha Williams nói trong một video ngày 5 tháng Giêng, là video quý vị và anh chị em đang xem thấy đây. Cha Williams đang đề cập đến lá thư hồi tháng 9 năm ngoái 2021 của Đức Cha Christopher Coyne, Giám mục Burlington, gửi các giáo sĩ. Trong đó, Ngài yêu cầu tất cả các linh mục phải tiêm phòng. Đức Cha Coyne nói rằng, bất kỳ giáo sĩ nào chọn tiếp tục không tiêm chủng đều phải kiểm tra COVID-19 2 tuần một lần và phải đeo khẩu trang y tế trong thời gian thi hành thừa tác vụ. Cha Williams đã chọn không tiêm chủng, từ chối không kiểm tra định kỳ, cũng chẳng đeo khẩu trang y tế. Cha Williams nói rằng, sau đó Ngài nhận được thư từ Đức Cha Coyne nói rằng, Ngài có 14 ngày để tuân thủ, nếu không, Ngài sẽ bị đình chỉ thừa tác vụ. Cha Williams cho rằng, theo giáo luật, Ngài có quyền tiếp tục phục vụ với tư cách là một cha sở, tiếp tục giữ chức vụ của mình. Ngài đã thuê một luật sư giáo luật và cho biết Ngài sẽ đấu tranh vụ kiện cho đến khi Đức Cha Coyne chính thức loại bỏ Ngài thông qua một quy trình giáo luật. Tôi không có ý định từ chức vì đó là công việc của tôi, cha Williams nói. Đó là những gì tôi sẽ làm. Ngài cho biết giờ đây, gia đình Ngài và giáo phận đang cố gắng chứng minh rằng Ngài không khỏe về thể chất và tinh thần, nhưng Ngài vẫn có đầy đủ sức khỏe như mọi khi. Bây giờ, tôi không biết các thành viên trong gia đình tôi đã đưa ra đánh giá đó như thế nào. Tất cả những gì họ cần làm là xem các video về thánh lễ đang diễn ra hoặc gọi điện cho tôi, không có điều nào xảy ra cả. Vụ án dường như xoay quanh sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần của tôi. Cha Williams nói rằng vì lợi ích của việc duy trì sự bình thường trong giáo xứ của mình, Ngài đã không công khai các liên lạc thư từ của mình với Đức Cha giáo phận. Nhưng áp lực đã trở thành một gánh nặng quá lớn. Ngài nói thêm rằng nó đã làm tan nát trái tim Ngài khi gia đình Ngài vào cuộc. Cha Williams nói rằng luật sư giáo luật của Ngài đề nghị Ngài nên thu thập một số tên của những người sẵn sàng làm chứng thay mặt Ngài trước Đức Cha Coyne. Trong tuyên bố của giáo phận gửi cho CNA, Đức Cha Coyne từ chối nói về nội dung của video để bảo vệ danh thơm tiếng tốt của tất cả những người có liên quan. Tuyên bố cho biết tình hình một vụ hiện nay ở Springfield là một hoàn cảnh khó khăn và đáng buồn mà Đức Cha Coyne đang quan tâm giải quyết đối với tất cả những người có liên quan, đặc biệt là người dân của giáo xứ Thánh Gia. Giáo phận nhấn mạnh rằng, ưu tiên số 1 của giáo phận Burlington là cung cấp các bí tích về sự sung mãn của đời sống giáo xứ cho cộng đồng công giáo trong một môi trường an toàn nhằm bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của các linh mục và giáo dân của chúng ta. Khi được hỏi liệu tuyên bố của cha Williams có đúng sự thật hay không, giáo phận nói với CNA rằng họ không bình luận về nội dung video của cha Williams và nói thêm rằng các vấn đề nhân sự là riêng tư và giáo phận không thể thảo luận bất kỳ chi tiết nào. vị giám mục Ý bị nhiễm coronavirus đầu tiên cấm các thừa tác viên chưa tiêm vaccine không được trao Mình Thánh Chúa. Mình Thánh Chúa chỉ có thể được phân phát bởi các linh mục và thừa tác viên đã được tiêm chủng. Các thánh lễ chỉ có thể được cử hành bởi các linh mục đã được tiêm chủng hay đã nhiễm coronavirus trong vòng 180 ngày hay xét nghiệm âm tính với coronavirus không quá 48 giờ. Đây là yêu cầu được viết thành văn bản của Đức cha Antonio Napolioni, giám mục Cremona, gửi đến các linh mục, phó tế và tu sĩ của giáo phận sau thông báo của Hội đồng Giám mục Ý, gọi tắt là CEI. Đức cha Antonio Napolioni đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng các tiêu chuẩn chống lại sự lây lan kinh hoàng của coronavirus. Sau khi các chuẩn mực được CEI phổ biến trong những ngày gần đây, trong đó nhấn mạnh đến các giao thức phải tuân thủ để bảo đảm sự an toàn của các tín hữu trong các buổi cử hành và các hoạt động mục vụ. Đức Giám mục viết trong lá thư vừa được công bố, "Tôi không nhắc lại nhiều lý do biện minh cho yêu cầu này, và tôi kêu gọi sự cảm thông mà đối với chúng ta, những người Kitô hữu nên là một nhân tố phân định sâu sắc hơn nữa." Đối với Đức cha Napolioni, sự an toàn của các tín hữu là điều cơ bản. Các tín hữu tham gia vào các cử hành của chúng ta, đôi khi đã báo cáo những nỗi sợ hãi và lo lắng, nên được tạo điều kiện để tin tưởng vào sự thận trọng cần thiết trong hành vi của chúng ta. Vì lý do này, đối với các linh mục, để cử hành các buổi lễ phải luôn chú ý rằng họ đang ở trong một trong ba điều kiện do luật quy định. Đó là tiêm chủng, phục hồi không quá 180 ngày, hoặc xét nghiệm âm tính không quá 48 giờ. Đức cha Napolioni nói thêm, "Cá nhân tôi muốn Mình Thánh Chúa được phân phát, và hơn thế nữa được mang đến cho các bệnh nhân bởi các linh mục đã được tiêm chủng. Nếu điều này là không thể, một người phù hợp, một tu sĩ hoặc một giáo dân đã được tiêm phòng phải được ủy thác làm việc này." Trước đó, Đức cha Giacomo Cirulli của giáo phận miền Nam nước Ý, Tiano Cavi và Alife Carrazzo cũng đã đưa ra một lá thư vào ngày 8 tháng Giêng, trong đó yêu cầu Mình Thánh Chúa chỉ có thể được phân phát bởi các linh mục và thừa tác viên đã được tiêm chủng. "Tôi nghiêm cấm việc phân phát thánh thể bởi các linh mục, phó tế, các tu sĩ và giáo dân không được tiêm chủng", Đức cha viết. Đức cha Cirulli tốt nghiệp Đại học Y khoa ở Napoli trước khi trở thành linh mục. Vị giám mục 69 tuổi đã nhập viện vì COVID-19 vào tháng 11 năm 2020 và đã bình phục. Trong bối cảnh sự lan rộng của biến thể COVID-19 Omicron, có hơn 100.000 trường hợp nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận ở Ý mỗi ngày trong 2 tuần qua. Giáo hội kêu gọi các nhà chức trách Bolivia có trách nhiệm và mạch lạc hơn khi đối mặt với đại dịch. Trong bài giảng hôm Chủ nhật 16 tháng Giêng, Đức cha Sergio Wapetti, Tổng giáo mục Santa Cruz, đã kêu gọi người dân Bolivia đoàn kết, cùng nhau nỗ lực bảo vệ sự sống và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 đang gây ra đau đớn, đau khổ và chết chóc. Đức Tổng giám mục Wapetti chỉ ra rằng, trong cuộc chiến chống lại đại dịch này, Giáo hội yêu cầu các nhà chức trách nêu gương và thể hiện sự khôn ngoan và sự quan tâm đến cuộc sống và hạnh phúc của mọi công dân. Các nhà chức trách có trách nhiệm làm gương sáng và thể hiện sự tỉnh táo và khôn ngoan, chăm lo cho cuộc sống, dấn thân cho hạnh phúc của mọi công dân và tránh mọi thứ có thể gây ra sự nhầm lẫn, hoang mang và chia rẽ, Đức Tổng giám mục Santa Cruz nói. Đức cha Wapetti cũng đề cập đến các phong trào từ chối tiêm chủng và các biện pháp an ninh chống lại COVID-19. Ngài xin người dân Bolivia đừng thúc đẩy các phong trào phản đối tiêm chủng, bởi vì tiêm chủng là phương tiện duy nhất trong tầm tay của chúng ta để bảo vệ sự sống. Đây không phải là thời điểm để xa rời mục tiêu chung này. Không thể cổ vũ cho các hành động bất tuân thủ hoặc thúc đẩy các phong trào phản đối chiến dịch, tiêm chủng và các biện pháp an toàn và sức khỏe, bởi vì chúng là phương tiện duy nhất trong tầm tay của chúng ta để bảo vệ sự sống. Đức Tổng giám mục Wapetti kết thúc thông điệp của Ngài bằng cách nhắc lại những lời của Đức Giáo hoàng Francisco. Từ quan điểm đạo đức, tôi tin rằng tất cả mọi người nên được tiêm chủng. Đó là một lựa chọn có đạo đức. Vì nếu anh chị em mạo hiểm sức khỏe và tính mạng của mình, anh chị em cũng mạo hiểm tính mạng của người khác. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.